Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin Chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 18 tháng 5 có những nội dung đáng chú ý sau. Quảng Ninh phát huy lợi thế kinh tế thủy sản. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp. Đã tìm ra nguyên nhân khiến nhiều trẻ nôn tiêu chảy. Năm 2021, kinh tế thủy sản chiếm 51% GDP toàn ngành nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh. Phát huy thế mạnh năm 2022 này, ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đẩy mạnh phát triển thủy sản, trong đó tập trung vào lĩnh vực nuôi tôm. Đây là những diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng vụ qua đông đang được công ty cổ phần thủy sản Tân An tập trung thu hoạch. Nuôi vụ qua đông thời tiết lạnh dẫn đến con tôm khó sinh trưởng hơn, nhưng khi được nuôi được thành công như thế này sẽ mang lại lợi nhuận cao gấp 2 đến 3 lần vụ thường. Vì vậy quá trình nuôi, công ty áp dụng kỹ thuật nuôi 3 giai đoạn để kiểm soát các yếu tố liên quan đến môi trường ao nuôi. Sản lượng của công ty đang thu hoạch là khoảng 10 tấn trên 1 hectare. Và cái đầu con thì về được khoảng 50 con. Đấy, thì dự kiến thì thu hoạch trong vòng khoảng cơ tầm 10-15 ngày nữa thì sẽ thu hoạch xong cái vụ qua đông. Và còn đang tiến hành cái vụ chính vụ thì công ty thì vừa thả được hơn 10 triệu giống. Năm 2022, toàn tỉnh phấn đấu có 7.500 hectare tôm nuôi, trong đó có khoảng 4.000 hectare nuôi tôm công nghiệp. Đây cũng là một trong những đối tượng nuôi chủ lực cấp quốc gia đang được tỉnh Quảng Ninh tập trung đầu tư mạnh. Hiện nay thì chúng tôi nâng công suất lên 30%, nó đạt khoảng 40 hectare nuôi tôm công nghiệp. Đặc biệt là chúng tôi áp dụng mô hình nuôi công nghệ của Israel. Bây giờ bắt đầu là Quảng Ninh nhờ vào vụ. Để tôi mua như ngày hôm nay tôi thu mua chẳng hạn là 50 con là 200, còn 60 con là 170.000. Nói chung là tôm ở Quảng Ninh thì rất là ngon và khỏe đẹp. Trong năm nay, ngành nông nghiệp đặt mục tiêu đưa sản lượng tôm lên 25.000 tấn, tăng 74% so với năm 2021 và chiếm 50% giá trị nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh. Để làm được điều này, ngành sẽ tập trung ứng dụng một số giải pháp kỹ thuật linh hoạt, nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong nuôi tôm, nhất là mở rộng nuôi tôm thẻ chân trắng vụ 3 tại các địa phương có lợi thế. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng đối tượng, từng mùa vụ và từng vùng biển phù hợp với sức tải môi trường. Ý thứ hai là tập trung hướng dẫn người dân, doanh nghiệp để ứng dụng khoa học công nghệ để đẩy nhanh cái việc mà nuôi để đảm bảo cái bền vững. Việc tập trung các giải pháp phát triển lĩnh vực nuôi tôm của ngành nông nghiệp trong năm 2022 có ý nghĩa rất quan trọng để gia tăng giá trị nuôi trồng và phấn đấu sản lượng thủy sản nuôi trồng toàn tỉnh tăng từ 49,75% lên 52,87%. Theo báo cáo của Bộ Công Thương, mặc dù có đến 80-85% vụ việc người tiêu dùng bị thiệt hại khi mua bán sử dụng sản phẩm không đảm bảo chất lượng đã đạt được thỏa thuận với cá nhân tổ chức doanh nghiệp sản xuất, cung cấp sản phẩm, song hiệu lực hiệu quả của những thương lượng này chưa cao. Không ít trường hợp tổ chức doanh nghiệp cố tình phớt lờ việc bồi thường thiệt hại, khiến thiệt thòi luôn thuộc về người tiêu dùng. Dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi, dự thảo luật được cho là sẽ khắc phục được những bất cập này. Chị Ninh đặt mua online một chiếc ghế thư giãn. Khi nhận hàng sản phẩm không như giới thiệu, chị đã gọi điện yêu cầu trả lại, nhưng đã không được bên bán chấp thuận. Theo đề nghị của người bán hàng, chị chỉ có thể đổi sản phẩm khác và bù thêm tiền, chứ không được trả lại hàng. Vì dịch giã với cả không thuận lợi cho việc đi lại cho nên người ta bắt buộc phải mua online thôi. Nhưng mà doanh nghiệp làm ăn như thế thì rất là chộp giật, bán được một lần sẽ không có lần thứ hai và hoàn toàn là mất uy tín. Theo luật sư Trương Thanh Đức, quyền người tiêu dùng theo luật bảo vệ người tiêu dùng hiện hành về cơ chế pháp luật đã tương đối đầy đủ, rõ ràng nhưng vẫn vướng mắc ở việc thực thi. Không có những cơ quan trung gian để mà đánh giá xem là phân xử xem là ai là đúng ai là sai, mà phụ thuộc rất nhiều vào cái phía cung cấp dịch vụ. Còn người tiêu dùng là rất yếu thế,
kể cả cái hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cũng không có cái điều kiện để mà tiếp cận thông tin hay để có những cái cơ sở, có cái căn cứ để mà bảo vệ, thì luật cần phải cụ thể hơn, chi tiết hơn và phải tạo ra được cái cơ chế để mà có vận hành. Bộ Công Thương cho biết, dự thảo luật bảo vệ người tiêu dùng sửa đổi cũng đề xuất đưa quy định mới về tổ chức thương lượng, trong đó quy định vai trò của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quy định mới này sẽ góp phần là nhất là giúp cho người tiêu dùng được đảm bảo thêm cái quyền thông tin, được cung cấp thông tin. Cái thứ hai là giúp người tiêu dùng có thể là giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả tại các cơ quan quản lý nhà nước cũng như là tại các tổ chức xã hội về bảo vệ người tiêu dùng. Và cái thứ ba đấy là có giúp cho người tiêu dùng có thể thể hiện tự do về mặt ý chí trong quá trình thương lượng và đảm bảo cho cái việc thương lượng nó minh bạch và công khai rõ ràng hơn. Khi trong luật hiện hành thì chỉ nêu rằng là người tiêu dùng thì không phải nghĩa là tạm ứng trước cái lệ phí, xử lý lệ phí tòa án. Thế nhưng bây giờ ấy, để tạo điều kiện cho các tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng thì những tổ chức xã hội tham gia bảo vệ người tiêu dùng cũng được hưởng cái quy định là không bắt buộc phải ứng trước cái tiền lệ phí tòa án. Trong năm 2021, Cục Quản lý Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng đã ghi nhận gần 13.000 cuộc gọi từ người tiêu dùng để phản ánh khiếu nại. Tỷ lệ giải quyết thành công các vụ việc tại Cục trung bình năm là trên 90%. Dự thảo luật đang được Bộ Công Thương xây dựng sẽ có quy định cụ thể hơn về thời gian, trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc tiếp nhận và giải quyết yêu cầu thương lượng với người tiêu dùng. Bộ Giao thông Vận tải đang thẩm định báo cáo nghiên cứu đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp đường sắt đoạn Hà Nội Vinh, đoạn Vinh Nha Trang và đoạn Nha Trang Sài Gòn với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Cụ thể, dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội Vinh có nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trong khi đó, dự án cải tạo nâng cấp đoạn Vinh Nha Trang sử dụng vốn trung hạn 2016-2020. Còn đối với dự án cải tạo nâng cấp đoạn Nha Trang Sài Gòn có giá trị tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.000 tỷ đồng, thời gian dự kiến thực hiện dự án trong 3 năm, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục với các thông tin về SEA Games 31. Hôm qua, tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh đã diễn ra các trận thi đấu vòng bảng môn bóng chuyền bãi biển nam nữ SEA Games 31. Điều bất ngờ thú vị là cả hai đội tuyển nam và nữ của Việt Nam đều có những trận thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước đội tuyển nam và đội tuyển nữ của Singapore. Ra quân với tinh thần quyết thắng, được sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các vận động viên bóng chuyền bãi biển Việt Nam đã thi đấu tích cực, quyết liệt với những pha phối hợp nhịp nhàng, tấn công mạnh mẽ. Sau hai hiệp thi đấu, đội tuyển bóng chuyền bãi biển Nam của Việt Nam đã giành chiến thắng 2-0 trước tuyển Singapore. Đội tuyển nữ Việt Nam cũng giành chiến thắng áp đảo trước đội tuyển Singapore với tỷ số 2-0. Bãi biển Tuần Châu rất thích hợp để chơi bóng chuyền bãi biển, tốt hơn môi trường tập luyện ở Cần Thơ. Bãi biển ở đây cũng có rất nhiều gió, vì vậy ra đây ban huấn luyện đội tuyển đã thiết kế chuẩn bị nhiều bài tập mới cho phù hợp để các vận động viên thi đấu tốt hơn. Gần 3 năm qua, do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 khiến đội bóng chuyền bãi biển Việt Nam không có dịp tham dự nhiều giải cọ sát mà chỉ tập luyện tại trung tâm huấn luyện. Do nhiều yếu tố khách quan, các vận động viên bóng chuyền bãi biển Việt Nam mới chỉ có gần một tuần đến Quảng Ninh tập luyện và làm quen với môi trường thi đấu. Tuy nhiên, được sự cổ vũ nhiệt tình của người yêu bóng chuyền Quảng Ninh, đây chính là nguồn năng lượng tích cực, khích lệ các vận động viên bóng chuyền bãi biển Việt Nam thi đấu giành thành tích cao. Tự tin hơn nhiều, tại vì có khán giả một người tới cổ vũ đó là rất là đông. Em thấy đánh ở sân nhà sung. Vì khán giả cổ vũ và vận động cổ động cho bọn em rất là nhiệt tình. Dù trời nắng hay là mưa họ vẫn ngồi lại coi. Ở nội dung bóng chuyền bãi biển Nam, đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines lần lượt giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Lào và Campuchia. Nữ Thái Lan và Indonesia thắng Malaysia và Philippines với tỷ số 2-0. Theo Sở Du lịch Hà Nội, trong thời gian diễn ra Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA Games 31 tại Việt Nam, các công ty du lịch trên địa bàn thủ đô đã xây dựng 28 tour du lịch phục vụ các đoàn đại biểu, huấn luyện viên, vận động viên và khách tham dự sự kiện này.
việc xây dựng các tour du lịch chuyên biệt phục vụ khách tham dự SEA Games 31 không chỉ giúp khách tìm hiểu các giá trị văn hóa lịch sử, cảnh quan Hà Nội cũng như một số điểm đến lân cận, mà thông qua đó để lan tỏa hình ảnh du lịch thủ đô nói riêng, Việt Nam nói chung đến với các thị trường khách khu vực Đông Nam Á. Các công ty du lịch chuẩn bị tốt mọi điều kiện về dịch vụ du lịch nhằm mang đến cho du khách những chuyến đi trải nghiệm hoàn hảo. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách đầy tính nhân văn dành cho các đối tượng lao động tự do, làm việc ở khu vực phi chính thức, được tham gia và hưởng chế độ lương hưu, bảo hiểm y tế khi hết tuổi lao động. Tuy nhiên, tại Quảng Ninh thì hiện nay tỷ lệ này vẫn còn khá khiêm tốn so với số lượng lao động tự do. Đây là năm thứ ba vợ chồng chị Lê Thị Thanh Nga, trú tại phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cả hai vợ chồng đều kinh doanh tự do, bị ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch Covid-19. Nên lại càng quyết tâm tham gia bảo hiểm xã hội để có nguồn thu nhập ổn định khi về già. Công việc ở ngoài cũng không ổn định nên là cũng muốn là dành một ít một khoản nho nhỏ hàng tháng đấy để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này là có lương hưu về già. Với cả thứ hai là để không phụ thuộc vào con cái, mình có thể quyết định trong mọi việc cuộc sống sau này cho hai vợ chồng. Và cái thứ ba là sau này về già mình được hưởng có bảo hiểm xã hội y tế đấy, cái đấy mình tôi cũng thấy nó là một cái gì đó rất nhân văn để lo cho cuộc sống của mình sau này. Tuy nhiên, trong tổng số 668.000 lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, trừ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chỉ có 20.000 lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tương đương khoảng 3,4%. Tỷ lệ này dù được đánh giá khá cao so với trung bình cả nước, song vẫn là khiêm tốn so với số lao động tự do trên địa bàn. Thực tế hiện nay, một bộ phận lớn người cao tuổi là lao động phi chính thức, hiện không có thu nhập, không có lương hưu, chủ yếu sống dựa vào con cái, một số dựa vào trợ cấp xã hội. Hàng năm có khoảng 42.000 đối tượng mà chúng ta phải hỗ trợ trợ cấp. Đấy, và mức hỗ trợ là từ 450.000 đến 1.120.000. Trong số đối tượng này có nhiều, đặc biệt là cái nhóm đối tượng là người già, người cô đơn mà không nơi nương tựa thì số lượng này cũng khá lớn, mà dẫn đến là gì? Cái áp lực về ngân sách nhà nước cũng như áp lực đối với gia đình là rất lớn. Đến nay, tính cả số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh mới chỉ chiếm 42,7% nguồn lực lượng lao động trên địa bàn. Còn gần 300.000 người trong độ tuổi lao động chưa tham gia. Chúng sẽ tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, phối hợp cùng với lại Sở Lao động Thương binh Xã hội tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, trình Hội đồng Nhân dân tỉnh để có những cái chính sách riêng có của tỉnh, hỗ trợ thêm cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Qua đó thì cũng để giúp cho cái người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có cái điều kiện cũng như là được hỗ trợ trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là đẩy mạnh cái việc tuyên truyền về các cái lợi ích của người lao động mà tự do khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Phát triển lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó có bảo hiểm xã hội tự nguyện, sẽ là cơ sở vững chắc cho việc ổn định công tác an sinh xã hội sau này, nhất là khi nước ta đang tiến dần vào giai đoạn già hóa dân số. Thưa quý vị, chỉ trong gần một tháng, số trẻ đến khám tại Bệnh viện Nhi Trung ương với các triệu chứng như là nôn, tiêu chảy, đau bụng tăng đột biến. Bệnh viện đã tiến hành xét nghiệm và tìm ra nguyên nhân gây ra các triệu chứng trên, chủ yếu là do norovirus, một loại virus khá phổ biến ở nước ta. Mỗi ngày, khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận từ 20 đến 30 trường hợp trẻ mắc các triệu chứng như nôn, tiêu chảy, nhiều trẻ sốt, đau bụng. Gần một tháng trở lại đây, bệnh viện đã tiếp nhận khoảng 4.500 trẻ mắc các triệu chứng như vậy. Sáng ra thì là buồn nôn, nên là đi học cô giáo gọi về buồn nôn, nên là bố mẹ chở lên đi khám. Đối với đối tượng về địa dư thì đa số những bệnh nhân đến từ ở Hà Nội và các khu vực xung quanh Hà Nội. Về lứa tuổi, đa số là lứa tuổi trẻ học đường, thông thường từ trẻ từ trên 5 tuổi. Đối với trẻ, đa số trẻ đi lớp hoặc trẻ đi học, thì những đối tượng này thì nguy cơ sẽ gặp nhiều hơn. Để loại trừ các nguyên nhân có liên quan đến dịch Covid và viêm gan lạ hay nhiễm khuẩn, Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm phân của 272 bệnh nhi ở các độ tuổi bằng phương pháp real-time PCR. Kết quả cho thấy 80% trẻ mắc các triệu chứng trên là do norovirus, là một loại virus dạ dày và ruột, rất dễ lây lan. Các triệu chứng này thường bắt đầu trong vòng 12 đến 48 giờ sau khi bị phơi nhiễm và có thể kéo dài đến 3 ngày và sau đó sẽ phục hồi hoàn toàn. Cái lứa tuổi mà chúng tôi hay gặp nhất
là dưới 5 tuổi chiếm đến 76%, trong đó lứa tuổi chiếm dưới 3 tuổi chiếm trên 50%. Và như vậy thì chứng tỏ là nó cũng vẫn tuân theo những quy luật thông thường của những tiêu chảy cấp, cái cơ chế lây qua đường tiêu hóa, nghĩa là có thể là trực tiếp hoặc gián tiếp khi tiếp xúc với người bệnh. Ở đây thì chúng ta thấy là cái tiêu chảy thì chúng ta thấy một là chúng ta có thể ăn phải thức ăn mà có nhiễm các virus này. Thứ hai là chúng ta có thể tiếp xúc với bề mặt hoặc tiếp xúc với người bệnh có virus norovirus. Các bác sĩ cho biết Việt Nam đang lưu hành 4 loại virus gây tiêu chảy nôn ở trẻ em thường gặp, đó là norovirus, rotavirus, adenovirus, astrovirus. Tất cả các virus này đều đã có phác đồ điều trị. Với norovirus, trẻ thường khỏi sau 1 đến 2 ngày điều trị và không có gì bất thường. Nếu có các triệu chứng trên, trẻ cần được bù nước bằng dung dịch Orezon hoặc hạ sốt khi nhiệt độ trên 38 độ. Vì vậy, các bác sĩ khuyên cha mẹ không quá lo lắng, cần theo dõi sát trẻ nhằm phát hiện ra những dấu hiệu bất thường để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời. Bộ Y tế kêu gọi các bộ ngành đoàn thể, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá, giảm tỷ lệ người dân hút thuốc lá tại Việt Nam. Bởi sử dụng thuốc lá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, đặc biệt hút thuốc lá là một yếu tố làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và làm tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, nhằm thông tin tới cộng đồng tác hại của thuốc lá tới môi trường, Tổ chức Y tế Thế giới chọn thông điệp thuốc lá mối đe dọa tới môi trường của chúng ta làm chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 năm nay và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. Thời điểm này, hơn 1 triệu thí sinh đang học lớp 12 và thí sinh tự do trên cả nước đã hoàn thành việc đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Thí sinh lớp 12 có thể phản hồi các sai sót nếu có liên quan đến thông tin xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 trên hệ thống quản lý thi trước ngày 10 tháng 6. Thí sinh đăng nhập vào hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, địa chỉ http://thisinh.thitotnghiep.thpt.edu.vn để tra cứu phát hiện và báo cáo để được hỗ trợ sửa chữa bổ sung kịp thời các thông tin bị sai sót nhầm lẫn. Cũng theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 2 trường hợp thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, gồm thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ hợp lệ có giá trị sử dụng ít nhất đến ngày 6 tháng 7 năm 2022 và đạt mức điểm tối thiểu theo quy định. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, cả nước có gần 860.000 thí sinh đăng ký dự thi để vừa xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, vừa xét tuyển sinh đại học cao đẳng sư phạm năm 2022. Để đảm bảo quyền lợi, thí sinh cần lưu ý, thí sinh đã đăng ký miễn thi môn ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông được quyền đăng ký thi ngoại ngữ để lấy điểm xét tuyển vào đại học cao đẳng sư phạm. Thông tin từ Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cho biết, Cục Quản lý xuất nhập cảnh và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Hà Nội đã triển khai thí điểm thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Công Bộ Công an. Sau khi thí điểm tại Hà Nội, dự kiến từ ngày 1 tháng 6 sẽ chính thức triển khai dịch vụ công trên toàn quốc. Quy trình thực hiện thủ tục khai cấp hộ chiếu phổ thông trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia như sau. Sau khi đăng nhập, công dân điền đầy đủ thông tin đề nghị cấp hộ chiếu theo mẫu X01, địa chỉ email, upload ảnh chân dung để in trên hộ chiếu, lựa chọn hình thức nhận hộ chiếu, địa chỉ nhận hộ chiếu, thanh toán lệ phí trực tuyến khi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ gửi yêu cầu. Chuyển đổi số chỉ có thể thành công khi có sự tham gia của người dân. Và nền tảng công dân số xứ Lạng vừa được tỉnh Lạng Sơn triển khai là giải pháp trọng tâm để người dân địa phương này tích cực tham gia và thụ hưởng các lợi ích mà chuyển đổi số mang lại. Công dân số xứ Lạng cho phép người dân tra cứu các tiện ích như thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, tra cứu hồ sơ, thủ tục trực tuyến, tra cứu thông tin đất đai, tương tác với hệ thống trợ lý ảo IC Lạng Sơn, thực hiện mua hàng trên các sàn thương mại điện tử. Người dân cũng có thể phản ánh kiến nghị tương tác trực tuyến với chính quyền thông qua nền tảng này và theo dõi tiến độ cũng như hiệu quả xử lý công việc của chính quyền. Tôi cảm thấy cái phần mềm đấy là nó rất thiết thực đối với người dân. Tất cả phản ánh của người dân ý, có thể là tới được các cán bộ xã, cán bộ huyện, cán bộ tỉnh cấp cao hơn nữa. Rất là hữu ích. Giải quyết được rất nhiều thủ tục hành chính và bản thân tôi và những công dân thuộc phường An Thụ thì đều rất là mong chờ.
Mục tiêu của tỉnh Lạng Sơn là trong năm 2022, 70% dân số trên địa bàn từ 15 tuổi trở lên, tương đương với 412.180 người cài đặt sử dụng nền tảng công dân số xứ Lạng. Để đạt được mục tiêu này, hiện nay công tác bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn sử dụng nền tảng đang được Ban chỉ đạo chuyển đổi số các cấp tỉnh Lạng Sơn tích cực triển khai. Trong đó sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả tổ công nghệ số cộng đồng để đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với đông đảo người dân. Công nghệ cộng đồng ấy là đi xuống trực tiếp từng hộ gia đình để cài để đạt được hiệu quả cao nhất. Qua triển khai thì là nhân dân rất là hưởng ứng và đồng tình. Người dân Lạng Sơn và doanh nghiệp có thể sử dụng ứng dụng công dân số xứ Lạng trên kho dữ liệu điện thoại di động CH Play hoặc là App Store hoặc truy cập vào địa chỉ http://kiến nghị.lạngson.gov.vn. Với việc có cả phiên bản trên điện thoại di động và máy tính đã giúp người dân và lãnh đạo các cấp của tỉnh Lạng Sơn có thể gửi và xử lý phản ánh kiến nghị mọi lúc mọi nơi một cách thuận tiện. Bản tin chuyển động Đông Bắc của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.